Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Dịch COVID-19 trên thế giới trong thời gian qua, với sự xuất hiện của những biến chủng mới của SARS-CoV-2 đang diễn biến phức tạp, theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến ngày 7 tháng 5, trên thế giới đã có hơn 109 triệu người mắc và hơn 2 triệu 400.000 người tử vong vì dịch bệnh này. Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, tại phiên họp chính phủ ngày 5 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, tạo cơ sở cho tổ chức thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần, chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất. Chính phủ kêu gọi toàn thể nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng và của quốc gia dân tộc, tự giác thực hiện nghiêm các quy định của các cấp có thẩm quyền về phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch. Để góp phần ngăn chặn COVID-19 lây lan, chúng ta hãy thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế đã đưa ra để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, bao gồm 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khử tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tránh được sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, cụ thể là điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định ít nhất từ 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung. Cùng bạn đọc sách kính chúc các bạn sức khỏe và cùng tích cực góp phần tham gia phòng chống dịch COVID-19 bằng những việc làm hết sức thiết thực. Tạm biệt và hẹn gặp lại!